Rồi, dạ Ngũ Nguyễn, em xin chào anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của em nha. À, đứng cạnh với em ở đây là chị chủ bên cái này, xe máy rồi ô tô 380 nha anh chị. Xin chào tất cả mọi người, chào anh chị và chào tất cả mọi người nha. Dạ. À, em nay em lại giới thiệu có vài chiếc ô tô cho khách nhé, mới về. Ai muốn mua xe ô tô đi làm, đi du lịch thì liên hệ cho bên em nha. Dạ. Bên em có trao đổi. Dạ. À, địa chỉ của mình hiện tại ở đây là bao nhiêu để đây cho khách tiện anh chị? Em là 25 Đông Bắc, Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh nhé khách. Dạ rồi. Ngay cầu vượt Quang Trung đi vào đường đi vào bệnh viện quận 12 á. Dạ. Đường Đông Bắc. Ở đây là 25 Đông Bắc, em thấy là cũng rất là gần với lại cái cầu vượt Quang Trung luôn, không tới cây số anh chị, vài trăm mét thôi. Đúng rồi, cầu vượt tụt xuống hướng Hóc Môn đoạn là tới nhà em rồi. Dạ rồi. À, thì hôm nay mình sẽ có 3 chiếc xe, đó là một chiếc Civic bản 2.0 số tự động đúng không chị? Dạ, tự động. À, một chiếc Fortuner, phía sau là đời mấy chị ha? Fortuner là đời 2007. 2007. Xe nhập, dạ. Dạ rồi, còn có một chiếc Ford F-Cat nữa ha. Ford là 2004. Dạ chị. Rồi, bây xe giờ bên em là chính chủ hết nhé khách. Xe green. Dạ. Rồi bây giờ chị em mình bắt đầu chắc là mình quay luôn con Civic trước đi ha chị. Dạ, đúng rồi. Dạ. À, chắc là đầu tiên mình sẽ nhờ bạn camera quay một vòng hết tổng quan bên cửa hàng bên con xe nha anh chị ha. Một vòng tổng quan con xe để cho anh chị theo dõi. Thì riêng con Civic này em hiện thấy là nó đang vô một cái bộ body kit nha anh chị. Có một bộ body kit và một cái cánh lướt gió ở phía sau nè. Xe này vô đồ chơi nhiều nhóm khách. Tại một chủ người ta đi kỹ lắm. Civic thì anh chị thường là có những cái cánh lướt gió như thế này nhìn cực kỳ là thể thao luôn, rất là đẹp. À. Con này đời mấy đây chị? Này là đời 2012 nhé khách. Dạ, 2012. Một chủ chạy, khách muốn ký thì bên em sẽ ký, mà bao tên thì bên em sẽ bao tên nhé. 2012, một chủ chạy. Bây giờ là xe chính chủ thì anh chị muốn là ký giấy thì ký, còn nếu không thì mình đúng sẽ rồi rút gốc ra tên thôi. Dạ. Rồi, cái gốc của nó là ở Bình Dương luôn hay sao chị? Gốc ở Bình Dương luôn nhé khách. Chị nói một chủ chạy, em nghĩ dạ, chắc con này nó không có đăng ký dịch vụ gì đâu ha. Dạ, đúng rồi, bao dạ nhé khách. Con này em thấy là có vô 4 cái cảm biến nè anh chị. À, Civic thì thường nó sẽ không có cảm biến đâu. Và đây là có vô 4 cái cảm biến nè. Một cái camera ở đây chắc là cam ve anh chị ha, cam ve thôi. À, biển số thì mọi người thấy rồi. Con này có hỏi cho vui để anh chị mình yên tâm hơn thôi. Về cái việc mà cấn mớp này kia, đẹp, bao đẹp nhá khách. Cái việc cấn mớp đâm đụng này kia có không chị? Ngập nước này kia cho khách yên tâm. Bao khách nhá. Dạ, bao là không có. Đúng rồi, bao khách test luôn. Rồi, mình làm một vòng lên đi rồi mình lên trên mình bắt đầu mình quay về cái rồi thất. Cho mua máy cho khách xem. Con này mình thấy là cái bản 2.0 thì nó có kết hợp cái đèn xi nhan trên cái gương đó anh chị. Và cái bản 2.0 là được một cái là có một cái bộ la răng, cái bộ mâm đó anh em. Rất là đẹp, 16 inch. Nó chỉ là có 16 inch thôi, nhưng mà cái họa tiết của nó rất là đẹp ha. Rồi, vỏ này mình thấy là còn rất dày nha. Vỏ này còn phải trên 80% nha anh chị. Vỏ trước, hiện tại mình đang thấy vỏ này thì mình thấy vỏ này nha. Trên 80%, rất là dày luôn. Mà bằng của nó là 16 nha anh em ha. Cái size nó 16, 205, 55 rồi 16 nha nè. Rồi có vô mũi đánh gió đây nhìn rất là đẹp luôn. Đây để em mở cái nắp capo lên cho. Đây để em mở cho. Bản 2.0 nha anh chị. Máy này đẹp, sạch sẽ. Số tự động 2.0 số tự động nha. Có một cái miếng đèn che máy nữa nè. Có miếng này cũng tiện lắm anh chị các bạn. Nóng máy tiết kiệm xăng hơn. Máy 2.0 nhìn rất là to và cực kỳ sạch đẹp luôn. Không thể chê được vào đâu, camera giúp anh quay chi tiết về cái phần máy này nè. Đẹp ghê chưa? À, camera quay đi ha, mình sẽ nổ máy để anh em cảm nhận được cái độ im của máy như thế nào. Ồ, nó đẹp nè, anh chị thấy nè. Cụm ABS của nó nè. Quá đẹp luôn. À, chị chủ tiết lộ cái giá để cho mọi người biết về cái bản Civic này đi chị. Giá là 385 triệu nha khách. 385 triệu. Dạ. Thì cái giá này chị có bao cái gì cho khách? Đấy, mình chưa bao tên cho khách nhé. Bao tên cho khách rồi nha anh chị. Dạ. Nếu mà khách hay theo dõi cái ô tô và xe máy của em là khách biết bên em là bán cái giá cũng rất hợp lý cho khách nhé. Dạ. Mà xe rất đảm bảo cho khách luôn. 385 triệu, bao ra tên cho chị các bạn tên luôn. Tên nào vậy đó khách. À, nội thất thì các bạn theo dõi đó là ghế bọc da ha, rất là im nha anh chị. Da cổ này rất là im, rất là đã luôn nha. Vô lăng thì bản 2.0 nó có luôn cái không biết là cái này riêng hay vô thì mình không biết, nhưng mình thấy là có cái lại chuyển số trên vô lăng luôn, cực kỳ thể thao nè anh chị. Lại chuyển số trên vô lăng và tích hợp những cái nút chức năng âm lượng ha, âm lượng này tích hợp lên đây.
và có luôn cả cái cruise control nữa nè. Cruise control anh em, set tốc độ để mình chạy ví dụ như đường cao tốc này kia cho nó nhàn hơn ha. Và lên một cái màn hình Android rồi. Và đây là xe số tự động. Đẹp quá trời các bạn ơi. Thật sự là mình rất là mê Civic luôn, mà nhìn con xe này rất là ghê, đẹp quá. 285 đúng không chị? Đúng rồi, 285 em bao hết cho khách nhé. Camera quay giúp anh về những cái keo chỉ của xe này, những cái đường cửa này ha. Đây anh chị. Ô cái này. Đây, camera quay anh chị coi ha. Xe bên em bán bao là khách yên tâm nhé. Dạ. Cửa đóng nghe rất là thích nha anh em. Rồi. Mình quay bên đây. Những cái ốp mà rơm của cửa nhìn cũng cực kỳ chắc chắn và đẹp luôn. Ghế da ha. Nó thấp sạch sẽ, 385 triệu. Đó, quay luôn cái trần ở bên trên đây có bọc nỉ hay là 3D gì đó. Trần nỉ riêng luôn, chưa có bọc ni lông, chưa có gì luôn, cực kỳ đẹp luôn. Này chắc xe lên đẹp luôn nè anh chị. Nước sơn thì đẹp đó nha. Rồi ok. Đây, quay la tăng cho anh em coi nè, những cái ngóc này nè, những cái mái dè đồ của nó nè. Đây có làm đồng hay gì làm cho này, hình như chưa làm đồng luôn anh chị ơi, hình như chưa thì phải, không biết làm chưa ta. Đẹp ghê, và có vô cái bộ body kit nhìn cực kỳ thể thao luôn. Rồi mình sẽ quay lại cái phần máy một lần nữa cho các bạn mình nghe được tiếng máy nha, tại mình cũng đang nổ máy đó. Máy đang nổ này, máy êm lắm khách. Dạ đây anh chị, êm ru luôn. Hiện tại là xe đang có mở máy lạnh luôn anh chị ơi. Xe đang mở máy lạnh nên là quạt gió nó hơi ù chứ chắc máy cực kỳ là im luôn. Và mình thấy là có vô một cái bộ đèn bi xenon nữa nè. Bộ đèn bi cầu cực kỳ sáng nha, chứ hồi chắc chia sẻ các bạn luôn, đèn riêng của Civic rất là tối. Đây nè, vô bộ đèn bi, đèn cốp và đèn pha là còn đèn riêng nè nha, đèn pha là còn đèn riêng. Và đèn gầm của nó cũng được vô bi cầu luôn rồi, nên là con xe này phải nói là anh em là thể thao. Đam mê cái dòng xe thể thao mạnh mẽ thì có thể lựa chọn con này. Ok nha, 2.0. Nếu mà nói về cái mã lực của nó cũng cao quá nè, 152 mã lực đó nha. Rồi 385 đúng không chị? Dạ 385. Ở giờ giá này mình có thương lượng không? Giá đó là em bao tên nhé khách. Dạ bao ra tên. Dạ. Còn khách không ra tên ký giấy thì bên em sẽ bớt cho khách nhé. Dạ. Bản 2.0 anh em lưu ý là nó có cả cửa sổ trời nữa nha. 2.0 mình nó mới có thôi. Rồi bây giờ mình sao coi Civic này mình đến con nào đây? Con đây ạ. Khoa ép kép cho khách xem. Dạ. Này là 204 nè khách. Số tự động luôn. Ford xe kép. Một chủ xe zin luôn nha khách. Dạ. Ford kép 204. Nước sơn zin luôn, chỉ có đánh bát, rửa đánh bát thôi nha khách. Của nó thì nó là 10. Xe một chủ đi kỹ lắm. Con này được cái bộ la xăng mà rôm rất là bóng anh em ha. Này là xe một chủ luôn hả chị? Dạ, một chủ. Vậy là hiện tại chính chủ luôn hay sao? Chính chủ đó. Bao ký. Bao ký ủy quyền rồi cho khách luôn nha. Camera cũng quay một vòng cho anh chị theo dõi. Và con Ford Kadett này hiện tại là đăng ký đăng kiểm tới ngày tháng 12 2022 luôn nha anh chị, tháng 12 2022. Còn chiếc Civic thì nó tới tháng 11 2022 nha. Ford F-Cap này em bán giá là 48 không chị? 48 triệu nha khách. Con này cũng có camera nha anh chị các bạn. Bao ký cho khách nha khách. 248 bao ký chính chủ. Số tự động luôn. Còn thiết của Ford thì rất là chắc chắn. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái nội thất để quay cho anh chị theo dõi nha. Đó, camera quay giúp anh nội thất. Ghế là bọc nỉ nguyên xe hả chị? Dạ. Ghế là bọc nỉ nha anh chị ha. Kính thì có auto, một cái cửa tài. Nỉ. Trần cũng là nỉ nguyên xe luôn. Ghế thì cũng là nỉ. Nỉ luôn, số là số tự động nha anh chị. Nỉ được cái mình ngồi rất là mát. 248 triệu này thì chị bao cái gì cho khách mình đây? Bao ký giấy nha khách. Dạ, bao ký giấy luôn nha anh chị. Ký ủy quyền cho khách. Dạ, bao ký ủy quyền luôn. Rồi cái này. Mấy dòng này thì khách chỉ cần ít tiền để khách mua ký ủy quyền đi thôi, đi chán mẫu khách quay đầu đều lại đổi mẫu. Hoặc bán lại cho bên em thì ký lại cho bên em thôi. Cho dạ. Nó khỏe. Dòng Ford Kadett này vô số ở trên đây luôn nha anh chị ha.
vô số là ở cái cần trên đây luôn nè. Này cho khách mới học bằng lái này, khách dạ. đi thời gian xong khách quay đầu đổi có tiền đổi mẫu đi thì nó rồi. Ok nha, được rồi. Nó khỏe chứ ra tên chi mất công chờ đợi giấy tờ. Rồi. Giống em bán FH không vậy, nhiều người chỉ cần ký ủy quyền thôi, họ không cần ra tên. Dạ. Họ xuất hóa đơn đỏ đi thôi cho nó khỏe. Đây, quay về cái hàm máy của nó cho anh chị các bạn mình theo dõi ha. Ồ, đúng là cái nắp máy của Ford các bạn anh chị. Toàn thiết của nó cực kỳ là nặng luôn. Đây, hàm máy của Ford đây. Dòng bọng của Ford phải nói cực kỳ nặng luôn. Bụi nè, hát bụi á. Dạ, cái này do bụi bẩm thôi. Xe này là chưa có rửa máy đâu nha anh chị. Xe này máy móc là còn nguyên luôn, chưa có rửa máy chứ gì đâu. Rin mà. Dạ. Nước sơn mà còn rin là khách biết là chủ dạ. này đi kỹ cỡ nào rồi. Quay mấy cái xương ngang đầu xe này cho anh em coi nè. 2004 tới nay mà. À, nhìn coi đó đẹp hay không, ba chạm đâm đụng hết. Và cái nắp capo nè. Đây. Còn nguyên nha anh em ha. À. Rồi ok, 248 triệu. Có luôn cái miếng đen là máy ha. Rồi, máy móc thì em ru luôn. Mấy cái xe này mình 248 cũng là bao ra tên hả chị? Bao ký giấy. À, bao ký thôi. Dạ. Rồi. Xe đẹp. Em còn chiếc CRV này nha. À, CRV đó là đời nào? Ai muốn mua CRV thì 214. Dạ. Số tự động thì báo em nha. Mới lạnh. Màu đen, CRV của em là màu đen. 24 đó mình để giá là bao nhiêu chị? À, bán là 638 nha, 638 dạ. triệu bao giấy tờ nha khách, dạ. là CRV. 638 triệu đồng. Nếu mà khách muốn mua CRV thì vào số điện thoại của em 0924076666 là vào Zalo nhé. Dạ. Em kết bạn em sẽ gửi hình cho khách hoặc liên hệ cho em ra về vào em kết bạn nhé. Dạ rồi, ok dạ. chị. Camera quay là một vòng lần nữa cho anh chị mình theo dõi ha. Có camera yeah, có màn hình Android luôn. CRV cũng một chủ luôn. Yeah. Xe keng lắm. Ôi con xe này hình như là có ra tên lại rồi chứ đúng không chị? Sao anh? Con này hình như thì là đúng rồi, có ra tên xe rồi. Này là từ 2004 yeah. là con nó có ra tên rồi nhưng yeah. mà bây giờ là hiện tại một là chính chủ. Chạy. Đúng rồi. Hiện tại là chính chủ ký ủy quyền được chứ không phải là một chủ từ yeah, thời rồi. Đó. Dạ. Yeah. Rồi đây giờ chị mình qua đây tới một chiếc Fortuner ha. Fortuner này là máy xăng hay dầu đây chị? Fortuner này là máy xăng luôn nhé khách. Máy xăng. 207 máy xăng. Rồi con xe này thì đời 207. Đây camera cũng quay một vòng xe để cho anh chị mình theo dõi được nguyên cái form xe nha. Sơn bọng thì cũng có sơn lại rồi mới nha anh chị. Sơn có sơn lại rồi. Đó. Số nó cũng là số tự động nha anh chị ha. Rồi quyền cái phone thì camera quay cho chị các bạn. Có cầm dè luôn, biển số thành phố. Cái này là gốc của thành phố hay là ở đâu chị? Này gốc ở thành phố nha. Dạ, gốc của thành phố luôn. Bởi vậy anh chị mua thành phố, ở thành phố mua về thì đỡ tốn tiền biển đó. Đều chính chủ hết nha khách. Dạ. Chính chủ là đứng tên á, đứng trên cà vẹt đó. Dạ rồi. Rồi mình làm một vòng đi, sau đó mình sẽ quay về cái nội thất nha. Rồi camera sẽ vào trong quay cái nội thất cho anh chị mình theo dõi cái chiếc Ford này. Dung tích là 2.7 nha anh chị bạn. Này em bán với giá là 368 nhé khách. 368 triệu đồng. Đây. Ồ xe này là hai cầu luôn hả chị? Dạ. Hai cầu luôn nè anh chị ha. Hình như cái này là hai cầu luôn nè. À số tự động anh em ha. Dòng này thì chạy cực chất ra khách. Màn hình này mình cũng không rõ là zin hay là vô, hình như chắc màn hình zin quá. Đây thì mình không rõ thật sự nha anh chị ha. Đây cua lăng rồi cô nói nè. Khách mà muốn em bên em ship xe thì em sẽ quay chi tiết lại cho khách nhé. Dạ. Nếu khách không có thời gian đi, bên em vẫn ship xe máy ô tô bên em vẫn ship. Dạ. Hai cầu anh chị ơi. Cái này là da nha, da. Và có một phần da ở đây, một cái phần da ngay cái bệ lưng của mình với lại ngay cái mông của mình ở đây thì mình thấy là có thiết kế những cái lỗ như này thì mình nghĩ là ngồi rất là mát nè. Nếu mà da không thì ngồi rất là nóng nha. À, chỗ này nó im nó mát hơn tí. Rồi trần thì ở đây thấy là bọc trần 3D nha anh chị. Trần đã được bọc 3D rồi nè, camera quay cho anh chị theo dõi nè, trần 3D. Rồi ok ha. 300 mấy chứ chị? 368 triệu. Dạ. 368 nhớ khách. Dạ 368. Dạ.
Rồi mình sẽ quay về cái phần máy cho anh chị theo dõi nha. Quyền thì khách cứ ký đi nha. Dạ. Khách ký đi thì em bớt cho khách. Cái này hình như là nãy chưa có. Đây. Làm ở đâu? À đây. Móc móc đẩy lên. Dạ rồi. Đây anh chị. Đó, rồi camera quay anh chị theo dõi nha. Máy 2.7, máy xăng nha anh chị. Máy xăng này nghe rất là im ha. Và được cái là máy xăng rất là bốc. Đúng rồi. Và máy xăng thì mình sẽ không có nghe tiếng hồi dầu. Xăng giờ cũng rẻ mà khách. Dạ. Xăng nay xuống còn 20 à. Dạ. Quá rẻ luôn rồi khách. Em thấy là giờ dầu đó cũng không có rẻ hơn xăng mấy ngàn. Đúng cả rồi, chỉ 1-2 ngàn thôi. Xăng tự dưng xuống cái chứ. Được cái mà chạy gia đình đó anh chị. Chạy gia đình mình chạy máy xăng thì nó im điều chắc chắn rồi. Và máy móc nó cũng bốc hơn nữa. Còn những anh chị nào chạy dịch vụ. Mùi hôi đúng không? Dạ đúng rồi. Mới dầu hôi lắm. Mà nó kêu nữa. Dạ. Khách đi cái này là quá chi là ok rồi. Máy móc này em không biết có làm qua cái gì chưa ta. Từ bên em bao nhá. Dạ. Rồi máy móc mình riêng luôn. Đúng rồi. Được cái. Mấy cái đời này là bên em bảo hành cho khách 6 tháng chạy máy nhá. Dạ. Đời thấp còn từ đời 2014 bên em sẽ bảo hành cho khách 1 năm. Dạ. Đời thấp là các em bảo hành 6 tháng. Rồi. Khách đi có trục trặc thì bên em miễn phí, mà ô tô thì đến đi sao mà trục trặc được. Hiện tại là trong đây có bắt nhạc sẵn nên là thôi bây giờ mình tắt máy em nha. Để thôi chỉ còn quyền. Rồi chị báo giá lại và chị bao cái gì cho khách mình nha chị ha. Cái này là em bán là 368 triệu. Là em bao tên cho khách nhá. Dạ rồi. Còn khách không ra tên thì em bớt cho khách ít. Ký ủy quyền thôi, xe này cũng chính chủ luôn còn ủy quyền cho khách. 2.7 chung là ba chiếc này là còn ủy quyền hết. Dạ. Khách mua xe vừa tiền khách cứ ủy quyền đi. Ủy quyền là toàn quyền về mình rồi. Khách khỏi cần ra tên như nào, khách đổi mẫu. Khách lại ký cho bên em hoặc là bán cho ai đó ký cho họ là xong. Dạ. Nó nhẹ nhàng cho nó khỏe. Rồi thì ba con xe mình đã quay hết cho anh em theo dõi rồi, cũng như là cửa hàng còn một chiếc CR-V đời là 2014. Đúng rồi, CR-V đang đi rửa. Dạ. À. Chiếc Crossover CR-V và nó dạ. Là 615 triệu đúng không chị? 638 chứ. À 638 triệu nha chị ha. Rồi, rồi okay. 638 triệu nha khách. Rồi. Rồi bây giờ chị cho mọi người biết lại về cái địa chỉ cửa hàng để nếu anh chị nào có nhu cầu anh chị đến trực tiếp mình xem xe đó. À dạ, nhà em là ở ngay ở gần cầu vượt Quang Trung, khách cách tỉnh là đi tới cầu vượt Quang Trung á. Tới cầu vượt Quang Trung xong khách đi lên dốc cầu hướng Hóc Môn. Vừa tuột hết dốc cầu là tới đèn xanh đèn đỏ gẹo vào đường Đông Bắc. Là nhà em có hai địa chỉ, số 25 và số 100 Đông Bắc. Có 100 là bên em bán chuyên SH và số 25 là chuyên ô tô. Đó, khách có nhu cầu mua bán trao đổi hoặc có anh em cần giới thiệu em thì giới thiệu cho bên em nha. Dạ rồi. Hoặc okay. Tới ủng hộ em nha. Dạ. Đó là những cái thông tin chi tiết bên cửa hàng ô tô xe máy 380. Thì anh chị nào quan tâm thêm thì có thể các bạn gọi về cửa hàng theo hai số điện thoại trên màn hình. Có thể là nhờ anh chị người ta chụp hình quay phim hay là muốn trò chuyện trực tiếp với cửa hàng để mình hỏi những cái thắc mắc của mình thì mình cứ liên hệ về số đó ha. Rồi địa chỉ là 25 Đông Bắc nha anh chị. Mình có muốn xem xe thì đến tiếp tại đây gần với lại cầu vượt Quang Trung. Đưa tới đây chị em mình xin phép mà tạm dừng chị ha. Chào tạm biệt khách nha. Cảm ơn anh chị các bạn rất nhiều nha. Anh vui khỏe hạnh phúc. Xin chào anh chị các bạn.